đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. FIFA đánh giá cao Huỳnh Như. Quang Hải thi đấu thất vọng, huấn luyện viên Công an Hà Nội nói điều bất ngờ. Văn Quyết trở lại thi đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực thích nghi với thời tiết. FIFA đánh giá cao Huỳnh Như. FIFA lựa chọn đội trưởng Huỳnh Như là ngôi sao quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup nữ 2023, dù đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung bị đánh giá thấp nhất bảng E, nhưng FIFA đánh giá đội bóng có thể tạo nên bất ngờ thú vị. FIFA có bài viết: Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bứt phá tại World Cup nữ 2023. Mở đầu bài viết, cơ quan quyền lực của bóng đá nữ thế giới nhấn mạnh, bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy và lưới của Đài Loan ở trận đấu playoff vào năm ngoái đã giúp bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử. Lần đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup. Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, FIFA viết: Trong lần đầu tiên tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu rất khó với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp cận giải đấu với một động lực tích cực. Họ đã thành công ở khu vực Đông Nam Á khi giành chức vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn sẽ mang tới sự phấn khích cho các cổ động viên khi lần đầu bước ra sân chơi thế giới. FIFA dành lời khen ngợi đặc biệt cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều năm làm việc ở đội tuyển nữ Việt Nam. Ông đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành 5 huy chương vàng SEA Games. Bên cạnh đó, việc giúp đội bóng giành vé dự World Cup là chiến tích đáng kể của ông Chung. Ông đã tạo nên đội bóng có kỹ thuật tốt, tinh thần chiến đấu đáng nể. Phong cách chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung khá linh hoạt. Ông chuyển đổi nhịp nhàng giữa sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ. Ông điều chỉnh chiến thuật hợp lý để chống lại điểm mạnh của đối thủ và tối đa tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc đội tuyển Việt Nam bị đánh giá yếu ở bảng E, đừng ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Mai Đức Chung vận hành chiến thuật với một trung phong cắm và gia tăng nhân sự cho hàng tiền vệ của đội bóng. FIFA lựa chọn đội trưởng Huỳnh Như là ngôi sao quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Cơ quan này đánh giá cao sự tiến bộ của Huỳnh Như khi sang câu lạc bộ Lanh FC thi đấu. Cô sẽ tự tin bước vào World Cup khi quen thuộc với môi trường ở nước ngoài. FIFA viết: Huỳnh Như là tiền đạo khéo léo, thông minh và nhạy bén. Khả năng dứt điểm, điêu luyện giúp Huỳnh Như trở thành cây sân bàn tốt nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Cô là tấm gương cho các đồng đội nhờ thái độ chăm chỉ và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Thanh Nhã được FIFA lựa chọn là ngôi sao đáng chú ý của đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Cô đã có màn trình diễn tốt ở Asian Cup 2022. Thanh Nhã có tốc độ và khả năng rơi bóng tốt. Điều đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam giải tỏa sức ép và tiến vào vòng cấm đối thủ. Thanh Nhã có thể thi đấu tốt bên cánh và tiền đạo cắm. Cô cũng có những đường truyền có thể xuyên thủng hàng thủ của đối phương, FIFA bình luận. Quang Hải thi đấu thất vọng, huấn luyện viên Công an Hà Nội nói điều bất ngờ. Quang Hải vẫn nhận được lời khen từ huấn luyện viên Flavio Da Silva Cruz dù thi đấu thất vọng khiến Công an Hà Nội bị loại khỏi vòng 1/8 cúp quốc gia 2023. Sở hữu loạt tuyển thủ quốc gia lại vừa chiêu mộ thành công bộ đôi bom tấn Quang Hải và thủ thành Philip Nguyễn. Điều đó những tưởng như Công an Hà Nội sẽ có thế trận dễ dàng trước Nam Định ở cúp quốc gia. Thực tế không phải như vậy. Dù nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, được chơi trên sân nhà và có thời điểm chơi hơn người do đối phương nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã bị dẫn bàn trước rồi vất vả cầm hòa chung cuộc một đều trước đội bóng Thành Nam trong thời gian chính thức. Tỷ số trên buộc đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Kết quả cuối cùng, đội khách Nam Định giành quyền đi tiếp. Về cá nhân tân binh Quang Hải, không chỉ mờ nhạt trong 90 phút của trận đấu, anh còn là một trong 4 cầu thủ của Công an Hà Nội sút hỏng penalty. Dù có một trận đấu đáng quên, nhưng cựu tiền vệ của câu lạc bộ Bo FC vẫn được huấn luyện viên Flavio Da Silva Cruz khen ngợi. Quang Hải đang thi đấu tốt lên ở từng trận. Nhà cầm quân người Brazil phát biểu sau trận đấu: Trận đấu trước cậu ấy thi đấu xa cầu môn hơn, còn trận này chơi tốt hơn. Quang Hải lùi về kèm người và làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi của đội bóng. Đánh giá về loạt sút luân lưu không tốt của Quang Hải và các cầu thủ Công an Hà Nội, ông Flavio Da Silva cho biết: 11m là may rồi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại. Ngay cả danh thủ lẫy lừng như Roberto Baggio cũng sút hỏng 11m tại World Cup. Các cầu thủ của tôi chuẩn bị tốt nhưng vận may không đến với họ. Trước câu hỏi về phóng viên để khả năng Quang Hải ngồi dự bị nếu không cải thiện được phong độ, thuyền trưởng của đội bóng Công an Hà Nội nhấn mạnh: Ở đội bóng không có cầu thủ nào có suất cố định cả. Các cầu thủ sẽ chuẩn bị tốt nhất để có tên trong đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khen ngợi tinh thần của các cầu thủ: Các bạn đã làm tốt từ cách nhập cuộc lối chơi và tinh thần thi đấu. Trước trận Nam Định gặp bất lợi khi Henrio bị chấn thương, Tô Văn Vũ thì chưa được đá. Lực lượng của chúng tôi không được mạnh nhất, nhưng tinh thần các cầu thủ còn lại thật là tuyệt vời. Tiết lộ về chiến thuật vô hiệu hóa Quang Hải, ông Việt nói: Quang Hải mới trở về từ Pháp nên chưa lấy lại cảm giác. Tôi chỉ đạo các cầu thủ phải chơi áp sát nhanh với Quang Hải để cậu ấy không có không gian chơi bóng. Cũng tại vòng 1/8 cúp quốc gia 2023 diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 7, Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại Bình Dương bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo trẻ quốc Việt.
Văn Quyết trở lại thi đấu. Tiền vệ lão tướng Nguyễn Văn Quyết sẽ sớm trở lại vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023. Văn Quyết bị treo giò 8 trận theo quyết định kỷ luật số 214/2023. Tính cả trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023, Văn Quyết đã bị treo giò 7 trận. Do đó, Quyết dừng sẽ nghỉ thi đấu một trận nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Do câu lạc bộ Hà Nội thất bại trước Viettel ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, nên Văn Quyết chưa thể trở lại ngay vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023 mà sẽ ra sân ở chuyến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 22 tháng 7 tới. Dù đã lớn tuổi nhưng Văn Quyết vẫn giữ được phong độ ổn định. Ở mùa giải 2023 hiện tại, dù liên tục ngồi ngoài vì án phạt, lão tướng này vẫn sở hữu riêng cho mình 6 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội ở thời điểm hiện tại, dẫn đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nội. Sau giai đoạn 1 V-League 2023, những cầu thủ nội đều có thành tích ghi bàn rất khiêm tốn. Nguyễn Đức Chiến của Viettel 4 bàn, Nguyễn Hải Huy của Hải Phòng 4 bàn, Phạm Tuấn Hải câu lạc bộ Hà Nội 4 bàn, Châu Ngọc Quang Gia Lai 3 bàn, Vũ Văn Thanh Công an Hà Nội 3 bàn và Lê Văn Đô của Công an Hà Nội 3 bàn. Trong 7 trận đấu mà Văn Quyết bị treo giò, tính cả cúp quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội chỉ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua tới 3 trận. Chia sẻ với truyền thông sau vòng đấu thứ 13, huấn luyện viên Božidar Banovic thừa nhận: "Việc thiếu Văn Quyết gây ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi rất nhiều. Quyết là mẫu cầu thủ có nhãn quan tốt và có thể thi đấu trước áp lực, nhất là khi câu lạc bộ Hà Nội phải đối mặt với đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu." Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực thích nghi với thời tiết. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước sang ngày thứ 2 của đợt tập huấn tại Napier để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Thầy trò đội tuyển phải thích nghi dần với điều kiện thời tiết mà ban ngày nhiệt độ trung bình dao động từ 7 đến 13 độ C, trời khá lạnh, khác biệt rất lớn so với thời tiết Việt Nam hiện nay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, thời tiết là vấn đề mà đội tuyển phải đương đầu. Ông nói, đội tuyển Mỹ hay các đội tuyển châu Phi cũng đến từ xứ nóng, không phải lúc nào chúng ta cũng được đá trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đội đều phải đương đầu với chuyện này. Đội nào khắc phục nhanh hơn, tốt hơn thì có thể thi đấu thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 7, đội tiến hành 2 buổi tập vào buổi sáng và chiều. Từ ngày 8 tháng 7 sẽ giảm dần và chỉ còn tập 1 buổi một ngày, nhưng vẫn duy trì ở cường độ cao để giúp các cầu thủ bắt nhịp tốt với nhịp độ thi đấu khi vào giải. Đội sẽ còn 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, quốc gia đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup nữ 2023 với Australia. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 và theo thông tin sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV Cup và On Plus. Nhưng ở trận giao hữu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7, dự kiến sẽ đá kín, không có khán giả lẫn giới truyền thông vào sân để bảo mật thông tin lực lượng và đấu pháp của cả hai đội. Trong ekip cộng sự của huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên phụ trách thể lực Sir Rick Roger có công rất lớn trong việc giúp các tuyển thủ cải thiện rất rõ vấn đề thể lực. Nhìn những Huỳnh Như, Thanh Nhã, Bích Thủy, Hải Yến thể hiện trong các trận đấu gần đây tại SEA Games, mới nhất là trận đấu gặp đội tuyển nữ Đức đã làm không ít người xem tấm tắc khen ngợi về sức bền của các cô gái Việt Nam. Chuyên gia người Pháp này vẫn khá khiêm nhường hết lời khen ngợi huấn luyện viên Mai Đức Chung trong lần trò chuyện cùng giới truyền thông. "Mọi thứ đều đang đi đúng hướng, ông ấy đã tạo ra đội tuyển tốt và chuẩn bị nền tảng từ trước đó lâu rồi." Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hai trận đấu giao hữu tại Napier, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển về Auckland để chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng E gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7 trên sân vận động Eden Park. Đây là sân vận động quốc gia của New Zealand với sức chứa 40.500 chỗ ngồi. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Bồ Đào Nha tại sân vận động Waitako vào ngày 27 tháng 7 và gặp Bồ Đào Nha vào ngày 1 tháng 8 trên sân vận động Dunedin, là sân có mái che duy nhất của New Zealand.